Xin chào tất cả các bạn khán giả của kênh Mr. Zero. Và các bạn ơi, hãy cùng với Kim Trinh để tìm hiểu và cập nhật những tin tức bóng đá hàng ngày bằng cách bấm like, subscribe và nhớ bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ những điều gì thú vị của mỗi ngày các bạn nhé. Bóng đá vốn dĩ là môn thể thao đòi hỏi sự nhanh nhẹn và khéo léo, vì thế va chạm giữa các cầu thủ trong các trận cầu là điều hết sức quen thuộc và không thể tránh khỏi. Thế nhưng, cũng có những va chạm mà hậu quả của nó có thể uy hiếp đến sinh mạng cầu thủ. Nhiều năm qua, thế giới bóng đá đã chứng kiến không ít tai nạn xảy ra, khiến cho cầu thủ cận kề tử vong trong gang tấc. Sau đây là một số cái tên đã từng gặp phải nguy cơ đến tính mạng trên sân cỏ. Tháng 3 năm 2017, tiền đạo Fernando Torres gặp chấn thương nghiêm trọng ngay trên sân cỏ và đã có thể mất mạng nếu các đồng đội không kịp thời tiến hành sơ cứu. Ở trận đấu giữa Deportivo và Atletico tại vòng 25 La Liga, Torres đã có tình huống tranh chấp với cầu thủ Alex Bergantinos của Deportivo. Sau pha va chạm, Torres rơi tự do và tiếp đất ban đầu, cú đập mạnh đến nỗi ngay cả những người ngoài đường biên cũng nghe thấy. Đồng thời, Torres cũng rơi vào trạng thái bất tỉnh. Rất may, đồng đội của anh đã lao tới và kịp thời sơ cứu cho Torres, giúp anh thoát khỏi tình trạng ngạt thở vì nút lưỡi. Năm 2006, người hâm mộ đã phải chứng kiến tai nạn đáng sợ bậc nhất lịch sử ngoại hạng Anh. Trong trận đấu giữa Reading và Chelsea, Stephen Hull đã thoát súng dứt điểm nhưng thủ môn Peter Cech lao cản phá kịp thời. Tuy nhiên, Cech nằm bất động sau nỗ lực cứu thua, bàn chân phải của Stephen Hull đập vào đầu Cech khiến thủ môn của Chelsea rời sân trong trạng thái hôn mê. Bác sĩ đã lấy ra hai mảnh hộp sọ vỡ trong đầu của Cech, nếu chúng cắm sâu hơn, anh đã có thể mất mạng. Chấn thương này khiến anh phải nghỉ thi đấu trong 3 tháng và đó cũng là lý do từ đó trở về sau, Cech luôn xuất hiện với chiếc mũ bảo hiểm. Cựu thủ môn của đội tuyển bờ biển Nga bất tỉnh trên sân sau một nỗ lực cứu bóng khiến đầu của anh đập vào cột dọc. Pha bóng diễn ra trong trận đấu giữa Club Brugge và Lokeren ở giải vô địch Bỉ năm 2013. Sau ít phút bất tỉnh trên sân, Barry được cán ra sân đưa đi bệnh viện. May mắn là thủ thành này chỉ bị tổn thương nhẹ và anh được xuất viện 2 ngày sau đó. Tháng 8 năm 2011, Chelsea đã bại Norwich City với tỷ số 3-1 trong khuôn khổ ngoại hạng Anh mùa giải 2011-2012. Mặc dù vậy, chiến thắng của đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã kém vui rất nhiều khi tiền đạo chủ lực Didier Drogba đã gặp phải một chấn thương kinh hoàng sau pha va chạm rất mạnh với thủ thành Norwich City Rudy. Cả hai đã cùng lao lên tranh chấp một tình huống bóng bổng, nhưng thay vì đấm bóng, Rudy đã đấm thẳng vào đầu của voi rừng và khiến cho tiền đạo này bất tỉnh ngay lập tức. Drogba tiếp tục hôn mê trong vòng 30 phút và ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Rất may là anh chỉ gặp một chấn động nhẹ và đã tỉnh lại sau khi được các bác sĩ chăm sóc. Năm 2013, trong một trận đấu tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc, tiền vệ người Colombia Mauricio Molina của câu lạc bộ FC Seoul đã suýt chết sau một pha va chạm với cầu thủ đối phương. Cụ thể, trong một tình huống tham gia tấn công, Molina đã bật cao đánh đầu sau đường chuyền từ bên cánh trái. Tuy nhiên, Molina không chạm được bóng mà va chạm với trung vệ và thủ môn đối phương. Sau khi hứng trọn cú đấm của thủ môn đội bạn, Molina đã rơi tự do, đập mặt xuống đất và nằm bất động. Chứng kiến hình ảnh thập tử nhất sinh đó, cô vợ Laura cùng cậu con trai có mặt trên khán đài đã tỏ ra vô cùng lo lắng cho sức khỏe của cầu thủ này. Thật tốt là điều xấu nhất đã không xảy ra. Chỉ vài phút sau khi được các đồng đội cũng như đội ngũ y tế trợ giúp, cầu thủ này đã có thể ngồi dậy và bước ra khỏi sân để đến bệnh viện kiểm tra cụ thể. Tháng 5 năm 2016, cầu thủ người Nhật Masato Kudo cũng bị chấn thương khi chơi cho Vancouver Whitecaps trong trận gặp Chicago Fire. Sự cố xảy ra trong một tình huống lên bóng tấn công. Kudo đã va chạm với thủ môn đối phương khi anh này lao ra cản phá. Cú va người đã khiến Kudo nằm bất tỉnh trên sân với máu chảy ra từ miệng. Anh được đưa đến cấp cứu ở bệnh viện. Theo các bác sĩ cho biết, Kudo bị chấn thương nặng và phải phẫu thuật ngay sau đó. Trận chung kết tranh cúp liên đoàn năm 2007, John Terry đã đổ gục. Ở trận đấu giữa Pháp và Tây Đức diễn ra vào ngày 8 tháng 7 năm 1982, sau cú va chạm kinh hoàng với thủ thành Harald Schumacher, tiền vệ Patrick Patterson đã nằm vật xuống sân bất động.
Theo chuẩn đoán ban đầu của bộ phận y tế, Pattinson đã bị chấn thương cột sống, vỡ xương hàm mặt và mất đi 4 cái răng cửa. Chấn thương này đã khiến cầu thủ người Pháp phải mất 5 tháng nghỉ dưỡng mới có thể quay trở lại sân cỏ. Diego Dedon, tiền đạo người Brazil, cũng đã dính phải cú sút của đồng đội trong một nỗ lực cứu thua trên vạch vôi. Trong trận đấu thuộc khuôn khổ Serie B năm 2010, cầu thủ không may này đã bất tỉnh trong vài phút sau khi anh đụng phải cú sút phá bóng của một cầu thủ khác. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ cho biết Diego đã bị đa tổn thương bên mặt trái, nhiễm trùng não nhẹ và chấn thương sọ não. Anh sau đó đã trải qua phẫu thuật và nghỉ dưỡng một thời gian mới có thể quay lại sân bóng. Trong khuôn khổ giữa Zamalek và AC Leopard thuộc khuôn khổ CAF Confederation Cup năm 2015, vào ngày 28 tháng 7, câu lạc bộ Leopard đã giành chiến thắng 2-0 trước Zamalek, nhưng đồng thời cũng phải chịu tổn thất lớn khi chân sút của họ gặp phải một chấn thương nghiêm trọng sau một va chạm với thủ thành đội bạn. Pha va chạm đã khiến tiền đạo Rudy Endy gặp phải chấn thương khủng khiếp, tổn thương cột sống, tủy sống, chảy máu não và đối mặt với nguy cơ liệt toàn thân. Năm 2016, trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Phi, tiền vệ Moussa Doumbia của Mali đã bị bất tỉnh sau một pha va chạm cực nặng. Trong lúc chờ cấp cứu, Serge Aurier nhận thấy Doumbia có dấu hiệu thụt lưỡi và hậu vệ người bờ biển Nga đã ra tay kịp thời, kéo lại phần lưỡi cho người đồng nghiệp. Hành động này của Aurier đã kịp thời giúp Doumbia thoát khỏi nguy hiểm trước khi các bác sĩ chăm sóc. Thủ môn của Bohemians Martin Bekovac cũng đã từng suýt mất mạng trong một chấn thương ở La Liga của Cộng hòa Séc hồi năm 2017. Trong một pha bóng, Bekovac đã va chạm rất mạnh với đội trưởng của chính mình để rồi bật ngã ra ngay sau đó. Rất nhanh chóng, tiền đạo đối phương Francisco đã phản ứng bằng cách đưa tay vào trong miệng của thủ môn này để tránh tình trạng cắn lưỡi có thể dẫn đến mất mạng. Cũng nhờ vào phản ứng nhanh nhạy này mà mạng sống của Bekovac đã được cứu. Trận tứ kết FA Cup 2012 giữa Tottenham và Bolton trên sân White Hart Lane đã phải hủy bỏ giữa chừng sau khi tiền vệ Fabrice Muamba của Bolton bỗng nhiên đổ gục xuống sân và rơi vào tình trạng nguy kịch do đột quỵ. Khán đài sân White Hart Lane đã chết lặng và không khỏi bàng hoàng trước tai nạn của Muamba. Tình trạng của Fabrice Muamba khiến những ai chứng kiến cảnh tượng anh gục ngã trên sân cũng cảm thấy ám ảnh. Hình ảnh này khiến người ta nhớ lại bi kịch xảy ra với cựu tuyển thủ Nhật Bản Naoki Matsuda vào tháng 8 năm 2011. Hay đau lòng hơn, đó là cảnh tượng hậu vệ người Cameroon Matt Vivian Foe đã qua đời trong một trận đấu tại Cúp các Liên đoàn châu lục năm 2003. Vừa rồi là những cầu thủ đã từng chịu lấy tổn thương và nguy hiểm đến tính mạng trong một số trận cầu trong những năm qua. Bằng đam mê và nhiệt